về giác đất đường để dân hương tử thiện, đã đành thường trụ Như Lai, đã đành pháp tánh ra ngoài sắc không, đã đành hoa chiếu nơi lòng, đã đành đành vậy mà lòng vẫn đau. Đối với tình pháp nữ người tu nhân học Phật, một tầng lớp thành trụ đã phải giác về Tây, để lại cho muôn vàng thương kính của môn đồ pháp hiến, cũng như Phật giáo Tịnh Gia Lai, một bậc tầm lâm thành trụ tiêu biểu Phật giáo Gia Lai đã dắt đường về cõi tình. Và pháp lực của người tu nhân học Phật hôm nay, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Tịnh Gia Lai đã hoan hỷ về đây trong lòng thương kính và thắp hương tưởng niệm. Bởi này chúng con nhận thấy phái đoàn ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Tịnh Gia Lai do hòa thượng đạo hiệu Thích Chí Thành chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Tịnh Gia Lai là làm trưởng đoàn của ban trị sự Phật giáo tỉnh đã thân la về đây để dâng hương tưởng niệm. Giờ này chúng con thành kính cung kính đón phái đoàn ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai. Thích Ca Mâu Ni Phật, hơn 93 năm hiện chúng ta và 53 năm hạ lạc pháp áo cà sa phụng sự cho đạo pháp, một đời mật hạnh tu hành hứa thiện nghiêm tịnh chân tung Phật học tiếp độ hậu lai các Phật công đức trời đã lai. Hôm nay nhỏ lệ thương sầu kinh tiếp Phật giáo Gia Lai đã có tiếng Phật trầm lắm thật trụ, thầy hay phải chết về thấy chân thân phận để thế gian muôn đời pháp thân hiện hiện rạng đời chiếu soi pháp giới rạng đời chân tu. Trên tinh thần pháp tử người con Phật tình kính sơn quốc dục, những hình ảnh về công hạnh của hòa thượng Thích Từ Hưng vẫn lưu lại cho đoàn hậu thế tiếp bước theo công hạnh của ngài. Hôm nay ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã thân lâm về đây và luôn khắc ghi chiếc thiền từ tận tình của phòng trần mạng chiêm lưu lại dấu cho người tu Phật. Và về hôm nay thắp hương tưởng niệm, chúng con nhận thấy sự hiện diện của hòa thượng đạo hiệu Thích Chí Thành, thành viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, hòa thượng Thông Đạt chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, cùng họ các tấm mạng ý kiến hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh. Và chúng con nhận thấy sự hiện hòa thượng Thích Tâm Tường chứng minh ban trị sự giáo hội giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, cũng như chư tôn đức trong ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai và phong ban đặc ích đi giới tỉnh Gia Lai và chùa Phước Hòa và chùa Quảng Minh cũng đồng thắp tùng đoàn ban trị sự giáo hội giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai. Giờ này chúng con cung thỉnh phái đoàn ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai dâng hương tưởng niệm. Chúng tôi
yêu thương. Chúng ta đã mất đi một vị phụ sư của mình, giáo hội mất đi một vị thần phụ lòng lắm của chúng ta. Đó là một vị tiếc thương vô hạn cho tất cả ông quý yêu về giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai. Quan lâm về bổn nghiêm từ Phật bảo pháp. Nam mô Quan
Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiếp theo phải vào giờ này con muốn định các hòa thượng Thích Tâm Thường hiệu trưởng trường cung cấp phật học tỉnh Gia Lai từ Tiên Hoa Thị dân lời ai yếu đem cố trung lão thượng từ hạ hương thành viên hội đồng chứng minh trung ương chứng minh đang trị sự phật giáo tỉnh Gia Lai. Vào điều này con thành tâm cung kính hòa thượng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lãnh đạo trong các phòng học. Nếu mà bàn thờ tới là có phòng xin làm, nhưng rồi họ cũng đã gọi đến kính viếng thắp hương tưởng niệm giác linh thầy chúng con. Chúng con xin được nói lời tri ân sâu sắc nhất. Một lần nữa kính cảm ơn hòa thượng hiệu trưởng cùng thầy tôn đức lãnh đạo trường trung học Phật học Xã Tây quý thanh niên sinh Hương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ phút này chúng con thành tâm cung kính một cây thôi Đức Hòa Thượng Trưởng Pháp Đoàn cùng Chư Tôn Thiện Đức Tháp Tùng Giáo Pháp Đoàn đưa qua bên.